Bản tin trưa TVI ngày 29 tháng 8, VN Index đang có phiên giao dịch tương đối tích cực khi thị trường tăng 5,24 điểm, thanh khoản ở mức trung bình. Mọi người có thể so sánh trực tiếp với hôm qua thì đây, đó, thanh khoản đang ở mức trung bình, giao dịch bình thường nhá. Đây là cái khoản giao dịch bất thường bởi vì đó là lúc mà ra tin DIG, đúng không ạ, thanh tra về DIG thì thanh khoản của thị trường nó tăng vượt lên. Còn thực tế đây là mức giao dịch hoàn toàn bình thường so với một phiên giao dịch trong giai đoạn hiện tại. Thời điểm hiện tại thì VN Index, đặc biệt là sáng nay, có một vài sự tích cực đến từ các cổ phiếu ngân hàng như MB, như HD Bank, như ACB, có những sự vận động rất tích cực khi đã bật tăng ở phiên sáng nay và có một số cổ phiếu thì đã vượt đỉnh. VN Index đang vận động ở vùng 1.300 cộng trừ 10 điểm và rất nhiều nhà đầu tư đang lo lắng là liệu đây đã phải vùng đỉnh hay chưa, đây đã là một có phải là một cản kháng cự mạnh hay không. Thì chắc chắn 1.300 này là một vùng kháng cự mạnh của VN Index. Về kịch bản thị trường thì TVI vẫn nghiêng về kịch bản là VN Index sẽ vượt vùng 1.300, sau đó mới quay trở lại test lại, hơn là cái việc VN Index sẽ test về vùng 1.260, đúng không ạ? Nên là giai đoạn hiện tại vẫn là một giai đoạn VN Index vận động hoàn toàn bình thường và anh chị vẫn cứ yên tâm cầm và nắm giữ cổ phiếu thôi. Về các dòng cổ phiếu thì sáng nay điểm sáng của thị trường đó là dòng ngân hàng. Chúng ta có MB là cổ phiếu mà chúng ta TVI đã điểm mua cho anh chị và tặng cho tất cả mọi người. MB là một cổ phiếu như Hải Dương đã phân tích trong suốt thời gian vừa qua. MB nó tích lũy rất chặt chẽ và nó chỉ cần chờ đợi những phiên bùng nổ thôi. Cái vùng cản kháng cự chính của MB giai đoạn hiện tại là vùng 25.2, 25.3. Vượt vùng này thì sẽ MB sẽ chính thức vượt tiếp cái đỉnh thời đại. Với một cái nền tích lũy đang chặt chẽ thế này và với một mẫu hình hai cái cốc nhỏ trong một cái cốc to như thế này thì MB với TVI đánh giá MB sẽ sớm vượt đỉnh thôi, sớm vượt vùng 25.3, 25.5 sẽ là dứt điểm nhất đối với MB. Bên cạnh đó thì các cổ phiếu ngân hàng khác cũng rất tích cực. Chúng ta có ACB sáng nay đã tăng tới hơn 2%, đang mọc rô lên khi tiếp cận về vùng đỉnh 25.1. Chúng ta có các cổ phiếu lớn khác như HD Bank, mọi người cũng thấy nó bật tương đối tốt này. Liên Việt Postbank cũng bật tương đối tốt. CTG hay BIDV sáng nay cũng đã có đà tăng nhưng CTG nó đang chậm lại bởi vì cái đà tăng trước đó của CTG đang nhiều quá và đang cần phải tích lũy lại. BIDV cũng có một sức mạnh tốt khi đó đang tích lũy lại ở trong cái nền này, bật tăng lại ở trên cái nền. Thì TVI vẫn luôn có một luôn giữ một quan điểm đó là để vượt vùng 1.300 thì một dòng lớn ảnh hưởng tác động tới chỉ số lớn như ngân hàng bắt buộc phải tham gia và có lẽ đây sẽ là động lực chính để đưa ngân hàng vượt đưa thị trường vượt 1.300. Thực ra ngân hàng có thể không phải là các cổ phiếu dẫn sóng như đầu năm nữa, nhưng để vượt một cái vùng cản quan trọng thì bắt buộc phải nhìn lại về ngân hàng thôi, được không ạ? Một dòng tiếp theo mà mọi người cũng quan tâm đó là dòng bán lẻ. Rất nhiều nhà đầu tư lo lắng về dòng bán lẻ và khó chịu về dòng bán lẻ này. Nhưng mà với TVI đánh giá, bán lẻ với dẫn dắt đầu tiên, với leader đó là Thế giới Di động. Thực ra mọi người nhìn nhé, cái việc điều chỉnh của Thế giới Di động nó rất là bé. Đóng cửa cao nhất là vùng 70 và thời điểm hiện tại cũng chỉ là giao dịch quanh vùng 69, tức là đâu đó giảm một giá, tương đương với 1-1.5%. Thì đây là một việc vận động và rung lắc hoàn toàn bình thường. Với cái nền giá đang được tích lũy chặt chẽ lại của Thế giới Di động thì mọi người có vẫn nên nắm giữ nhá. Tốt nhất là Thế giới Di động sẽ sớm bật lại để thể hiện sức mạnh và đặc biệt là không nên kéo cái nền này quá lâu, quá 3 tuần thì nó sẽ cho thấy cái sự suy yếu sức mạnh của Thế giới Di động, đúng không ạ? Nên sớm bật lại để có thể kéo thị trường và kéo cả dòng bán lẻ trở lại. Một cổ phiếu trong dòng bán lẻ khác mà TVI cũng hay nốt với mọi người đó là FRT. Thì FRT đang xóa đi cái cây bùng nổ này. Nhưng mà tất nhiên trong cái chuỗi ngày vừa qua nó là một cái chuỗi mà nước ngoài bán dòng rất nhiều. Mọi người đang bị đánh lừa bởi những cái lực mua dòng này. Nhưng tất cả những lực mua dòng này đều là mua dòng vào viên ATC nhá. Đều là trao tay của ATC của nước ngoài. Còn trong phiên đó là những cái ngày mà nước ngoài bán rất nhiều. Nó làm cho cái đà và nó làm cho sức mạnh của FRT suy yếu. Thực ra suy yếu về nền tích lũy lại thôi chứ còn chưa xấu gì cả mọi người nhá. Với FRT đây là một cổ phiếu chưa hề có cái vận động xấu nào cả, chỉ suy yếu trong ngắn hạn thôi. Cần phải tích lũy lại, nó bo hẹp lại, nó giống như MB giai đoạn trước đấy ạ.
bùng nổ không thành công, về nền tích lũy lại chặt chẽ và sau đó lại bùng nổ tiếp, thì FRT nếu mọi người có thì mọi người vẫn nên nắm giữ. Và nếu tiêu cực FRT thủng vùng 173 thì mọi người mới nên bán đối với các cổ phiếu FRT. Cái vị thế của chúng ta mua gần nhất là quanh vùng 172, 174 đúng không ạ? Mọi người lưu ý cho Hải Dương nhá. Một dòng cổ phiếu tiếp theo mà chúng ta cũng quan tâm, cũng được đánh giá tương đối mạnh, đó là dòng dệt may. TNG thì sáng nay có sự điều chỉnh, nhưng mà sự điều chỉnh của TNG nó xảy ra không quá là dữ dội, vẫn chỉ mọi người nhìn trạng thái này vẫn là đang tích lũy lại. Và thực ra với những nhà đầu tư nào muốn mua bù TNG trong thời gian tới thì có thể tận dụng những cái nhịp điều chỉnh, những cái nhịp tích lũy trên nền này để có thể tham gia đối với cổ phiếu TNG. Bên cạnh đó cũng có một cổ phiếu dệt may khác, đó là MSH. Với những cái điểm mua quanh vùng 50, 50.5 và vùng 49 của TVI thì mọi người vẫn nên nắm giữ đối với MSH. Nó chỉ là cái những cái điểm mà test lại nền thôi. Rất nhiều cổ phiếu bật không thành công, bật trong thị trường xấu, không thành công, hàng về phải test lại nền, kiểm định lại nền. Rất may đó là thanh khoản nó được siết lại rất tốt, đó là một cái vận động tốt, không có gì xấu đối với các cổ phiếu như MSH và TNG mọi người nhá. Mọi người có thì vẫn nên nắm giữ. Một số cổ phiếu mạnh khác của TVI chúng ta có thể kể đến FRT đó, FPT. Đây, với những cái vận động như thế này thì cái cản chính của FPT 140 với TVI đánh giá thì sẽ sớm vượt qua thôi. Rất chặt chẽ, đi những cái nền rất bài bản và nó không bị vội như các cổ phiếu khác đúng không ạ? Đi lên rất chắc chắn, đi lên bật nền sau đó test lại rất cẩn thận. Nếu mà mọi người có FPT thì đây vẫn là một cổ phiếu rất khỏe, không có cái gì mọi người phải bán cả trong giai đoạn hiện tại. Bên cạnh đó thì có một số cổ phiếu blue chip khác chúng ta có thể kể tới như Masan này, cũng đang trong vùng tích lũy quanh cái vùng 76.5. Mọi người có thì vẫn nên nắm giữ nhá, chưa hề suy yếu sức mạnh đâu. Gas này. Đó, vẫn đang kiểm định lại 1/2 cây nến bật này, và đây chính là cái vùng hỗ trợ của nó. Đấy, vùng đỉnh cũ này, vùng hỗ trợ của nó. Có thì vẫn nên nắm giữ, chưa có vấn đề gì đối với cổ phiếu này. Hay một số cổ phiếu khác, Vinamilk kiểm định lại vùng 74, test tích lũy lại quanh EMA 20. Nếu mà von thấp, tích lũy khoảng thêm 1 tới 2 viên nữa, 2 phiên nữa ở đây, cây nến nó cứ giống như cây nến này này và thanh khoản thấp như thế này thì nhiều khi Vinamilk sẽ có những cái cơ hội mua bù cho anh chị nhá. Tổng kết lại thị trường thì đây là một giai đoạn sẽ rất khó chịu, sẽ rung lắc bởi vì sắp tiệm cận tới vùng 1.300 rồi. TVI muốn nhắc lại, anh chị không nên bán ra những cổ phiếu mạnh mẽ của mình. Giai đoạn này là giai đoạn tập trung để nhổ cỏ trồng hoa, tập trung vào những cổ phiếu mạnh, tập trung theo dõi và mua những cổ phiếu đó, chứ không phải là đoán đỉnh ở vùng 1.300. TVI vẫn nghiêng về cái xu hướng thị trường sẽ tiếp tục vượt 1.300, và cái động lực chính, cái đóng góp điểm số để vượt 1.300 đó chính là vùng ngân hàng. Sáng nay mọi người đã có thể thấy rồi, đó là có thể là MB, có thể là ACB, nó có thể là CTG, có thể là BIDV. Bởi vì ngoại trừ ngân hàng ra thì rất khó có thể có ngành nào đứng lên phất cờ để đưa toàn thị trường vượt 1.300 được cả, đúng không ạ? Những lúc khó, những lúc kháng cự như thế này mới là những lúc cần ngân hàng lên tiếng. Mặc dù ngân hàng không có thể không phải là những cổ phiếu lít sóng mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.